quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị quan khách, đại diện các hội đoàn, các tổ chức, các hội đồng hương, kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí và kính thưa quý đồng hương hiện diện. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và xin được bày tỏ niềm hân hoan được đón tiếp sự hiện diện đông đảo của quý vị trong buổi lễ công bố này. This is a very important event that recognizes your concern about the sovereignty of our mother's land back in Vietnam. Sau đây, chúng tôi trân trọng thông báo các tiết mục của chương trình buổi lễ. Phần 1, tiếp đón quan khách. 2, nghi lễ khai mạc chào cờ và mặc niệm. 3, là giới thiệu thành phần tham dự. 4, là lời chào mừng của đại diện ban tổ chức. Phần 2 của chương trình là lễ công bố phán quyết của trọng tài quốc tế La Hay về vùng biển lưỡi bò. Trong phần này, thứ nhất, tuyên đọc bản phán quyết bằng Anh ngữ, tuyên đọc bản phán quyết bằng Việt ngữ, và phần 3 là trao tặng plaque tri ân đến ông Jose Estevez, cựu thị trưởng của thành phố Bilbao và cũng là người phái viên trung chuyển các hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa đến một số bộ của chính phủ Philippines. Phần 3 của chương trình là lễ công bố hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa và chủ quyền dân tộc của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Trong phần này, một số vị sẽ trình bày vài nét về tác giả và những chủ đề chính trong quyển hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa, trình chiếu slideshow về hệ thống căn cứ quân sự của Trung Cộng xây dựng trên Biển Đông, phát biểu của nhà báo Huỳnh Lương Thiện, kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, tiến sĩ Mai Thanh Tuyết và bác sĩ Nghiêm Vũ đến từ Nam California, phát biểu của giáo sư Nguyễn Văn Canh về hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa, và sau đó là phần tặng hoa để bày tỏ lòng cảm ơn đối với một số vị mạnh thường quân đặc biệt đã hỗ trợ cho buổi lễ hôm nay. Sau đây là nghi lễ khai mạc. Chúng tôi trân trọng kính mời sĩ quan nghi lễ chiến hữu Nguyễn Ngọc Thúy. Màu xanh xin đứng về phía bên trái của chúng tôi. Một lần nữa, tôi kính mời tất cả
quý chiến hậu mang quân phục và quý phu nhân mang áo dài màu xanh lên đứng phía tay phải và tay trái của chúng tôi. Việt Nam Cộng Hòa. The National Republic of Vietnam, the National Anthem. Xin mời tất cả quý vị cùng Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đem tay xuống. Thảo Diên nghỉ. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Yeah. Chào tay. Chào. Quốc ca Hoa Kỳ. The National Anthem of the United States of America. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the Hoa Kỳ chấm dứt. Đem tay xuống. Thảo Diên nghỉ. Chương trình kế tiếp là một phút mặc niệm. Yeah. Phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và dựng nước, các anh hùng liệt nữ đã vì quốc phong thân cùng cảnh chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia, đã ngã gục trong các cuộc tù cộng sản. Phút mặc niệm để tri ân 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ sự tự do cho miền Nam, Việt Nam. Phút mặc niệm
hàng trăm ngàn đồng bào thân thương đã gửi thân nơi gốc núi ven rừng trên sóng biển mênh mông trong những cuộc vượt thoát trốn khỏi chế độ bạo tàn cộng sản, tìm tự do tràn đầy máu và nước mắt. Đặc biệt hôm nay xin dành phút tưởng niệm và tri ân của hải quân thiếu tá Nguyễn Văn Thà, của hải quân đại úy Nguyễn Thành Trí và trên 70 chiến sĩ hải quân đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. A minute of silence to commemorate and give gratitude to our ancestors, heroes, the Army of the Republic of Vietnam, who have sacrificed their life for their country. A minute of silence to commemorate the 58,000 American and allied soldiers who fought and sacrificed their lives to protect the freedom of South Vietnam. A minute of silence to remember hundreds of thousands of our fellow men who have died tragically on their escape of the Viet Communists to pursue freedom. Last, a minute of silence to commemorate the former Lieutenant Colonel Nguyễn Văn Thà, the former Navy Captain Nguyễn Thành Trí, and over 70 Vietnamese Navy men who have bravely fought and sacrificed their life in the Battle of the Paracel Islands on January 19, 1974. Phút mặc niệm bắt đầu. The minute of silence begins. Ông cha để lại, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Đây hợp ca của Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc California qua nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng, phải lên tiếng. Chúng tôi cũng xin kính mời tất cả quý chiến hữu cảnh sát quốc gia mang quân phục đứng lên ở đứng ở phía sau của các vị phu nhân cùng đồng ca. Thank you.
Hoàng Sa và Trường Sa của giáo sư Canh được tổ chức hôm nay với sự phối hợp của ba đơn vị: Tổng hội Cựu tù nhân chính trị được đại diện bởi ông Nguyễn Như Đường, Hội Luật gia Việt Nam California được đại diện bởi luật sư Trần Minh Nhật, Tổng hội Cảnh sát quốc gia ông Trần Quang An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và ông Phan Tấn Ngưu, Tổng hội trưởng Cảnh sát quốc gia, đã ủy nhiệm tôi là người làm đại diện cho Tổng hội. Sau đây là lời chào mừng của đại diện ban tổ chức. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Như Được. Kính chào quý thượng thượng, kính chào quý đại diện các tổ chức tôn giáo, kính chào quý đại diện các tổ chức đoàn thể, quân đội cũng như đảng phái quốc gia, kính chào quý vị cơ quan truyền thông báo chí, quý mạnh thường quân. Tôi tên là Nguyễn Như Được, hiện là phó chủ tịch của Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Xin hân hạnh được đại diện cho ban tổ chức bao gồm Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam, Tổng hội Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa, Hội Luật gia Việt Nam California, cùng với trên 40 tổ chức đơn vị đã đồng thanh yểm trợ cho có được cái buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý quan khách. Kính thưa quý vị, trước một cái âm mưu bành trướng của bọn Trung Cộng đã ngang ngược vẽ lên một cái đoạn chính đoạn gọi là cái vùng lưỡi bò, mà đã xâm phạm vào trong lãnh hải của rất nhiều nước thuộc ở phía nam của vùng Đông Nam Á, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bất chấp phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế đã đưa ra ngày 12 tháng 7 năm 2016. Đối với việc làm ngang ngược như thế này thì đất nước của chúng ta, Đảng Cộng sản hiện đang cầm quyền, đã có một phản ứng gì đối với việc làm sai trái của bọn Trung Cộng? Xin thưa, Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng có làm có điều gì, chỉ có xúi những người dân là phải bám biển, còn bọn chúng thì chỉ bám đất. Về chính trị và ngoại giao, thỉnh thoảng chúng chỉ đưa ra vài cái phản đối đọc ở trên cái VT4 hay là in ở trên những cái tờ Nhân dân để mỹ dân ở trong nước của chúng ta. Do đó chúng tôi đã nhìn thấy được cái việc làm này của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân cái dịp kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày phán quyết của Tòa án Trọng tài La Hay, và đặc biệt với sự sưu tầm soạn thảo công phu của giáo sư Nguyễn Văn Canh là một học giả. May mắn cho chúng ta đang ở cư ngụ ở cái vùng Bắc Cali này, hiện giáo sư Canh đang có mặt ở tại vùng Bắc Cali, một vị học giả đã dày công bỏ ra bao nhiêu tâm sức, một vị đã trên
80 tuổi mà vẫn còn có lòng với đất nước. Do đó chúng tôi và trên 40 tổ chức đơn vị đã làm việc cả tháng nay để quyết tâm thực hiện cho bằng được cái ngày lễ công bố phán quyết của tòa án trọng tài và lập hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa. Mà trong chốc lát đây quý vị sẽ biết cái phần chi tiết đó. Kính thưa quý vị, ông bà của chúng ta có nói rằng nếu một cái việc làm gì mà khuất tất, gian dối thì cái việc đó không thể nào vượt qua việc bất quá tạo. Vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì? Lần thứ nhất, ngày 14 tây tháng 9 năm 1958, Phạm Văn Đầu đã thừa lệnh Hồ Chí Minh đã ký một công hàm công nhận Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta. Lần thứ nhì, ngày 3 và 4 tháng 9 1990, cũng tên Phạm Văn Đầu cùng với Đỗ Mười và Nguyễn Văn Linh đã chạy qua thành đô thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên bái kiến tên Giang Trạch Dân và Lý Bằng để làm cái gì? Để có một cái mưu đồ đặt Việt Nam của chúng ta dưới một cái dòng nô lệ của Trung Cộng. Là và lần thứ ba, cái lần này khi mà cái việc giấu giếm phước tất của chúng đã bị phát giác thì không thể nào tha thứ được. Đó là vào tháng 6 năm 2018, bọn chúng dự tính hợp pháp hóa việc bán nước của chúng bằng những cái mỹ từ như là cái dự luật đặc khu, đưa ba cái vị trí hiểm yếu của đất nước chúng ta, phía Bắc là Vân Đồn, miền Trung là Bắc Vân Phong và miền Nam là Phú Quốc. Kính thưa quý vị, chính việc làm này đã làm cho giọt nước đã tràn đi, đã làm cho đồng bào khắp ba miền đã nổi một cơn thịnh nộ mà chính quý vị cũng đã biết được. Từ tháng 6 cho đến nay, đồng bào Bắc Trung Nam đã xuống đường phản đối biểu tình một cách rầm rộ. Thưa quý vị, đối với Cộng sản như vậy thì chúng ta ở hải ngoại này chúng ta phải làm gì? Chúng tôi chỉ xin thưa với quý vị, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, tùy sức của mỗi người, chỉ cần mỗi người một bàn tay, chúng ta sẽ cố gắng thổi bùng cái ngọn lửa đấu tranh của đồng bào đang ở trong nước trở thành cơn bão lửa để đốt sạch Đảng Cộng sản Việt Nam, chấm dứt âm mưu Hán hóa của Trung Cộng, đặc biệt chấm dứt chế độ độc tài đảng trị Cộng sản Việt Nam. Một lần nữa trân trọng kính chào, đoàn kết và chiến thắng. Là tất cả quý vị trong ban tổ chức lên nhanh chóng trên sân khấu chụp một tấm hình lưu niệm. Mời giáo sư Nguyễn Văn Canh, kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, nhà báo Nguyễn Trung Cao, nhà báo Quỳnh Lương Thiệp, luật sư Nguyễn Bích, MC Mỹ Linh, ông Trần Đức Túc, ông Nguyễn Ngọc Thùy, ông Lê Văn Thùy và quý anh chị trong ban tổ chức nếu và kỹ sư Nguyễn Thanh Hà phụ trách phần chiếu slideshow. Xin vui lòng nhanh lên, nhanh lên.
Dạ, xin cảm ơn quý vị photographer. Xin kính mời toàn thể quý vị trở về vị trí. I would also like to recognize the presence of the former mayor Jose Acevedo. Thank you so much for joining us this afternoon. Mayor Jose Acevedo is a very close friend of our community. He's also a very strong supporter for all the activities that we have here in the Santa Clara County. So thank you, Mayor Acevedo, for your presence today. Ông Vũ Huynh Trường, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali. Ông Nguyễn Minh Đường, lực lượng trị quan của Đức. Ông Nguyễn Phú, Hội Hát Ô Trăm Trăm Thị Cổ Bạc Bạc. Luật sư Lê Duy Sang, trường Chu Văn An. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình đã chấm dứt. Chúng tôi xin được bắt đầu phần 2 của chương trình, là phần nghi lễ công bố phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế về Biển Đông. Xin phong trào Yuka chuẩn bị hợp ca mở đầu. Và tiếp theo, xin mời giáo sư Cẩm Bình và đội điều trọng chuẩn bị sau phần của Yuka. Tên là Kiên Thanh, anh viết một bài hát mà đúng vào lúc tất cả toàn dân đã xuống đường. Chúng tôi xin trình bày trước quý vị bài hát này với tựa đề là Ca Khúc Giữ Đất của nhạc sĩ Kiên Thanh từ trong nước gửi ra. Thank you.
2016, sau 3 năm tranh tụng, Tòa Trọng Tài Quốc tế đã ban hành một phán quyết về các hành động của Trung Cộng. Đây là một hành vi xâm lăng của bọn bá quyền Trung Cộng, giả tâm bành trướng lãnh hải, thực ra phần lớn là của Việt Nam. Sau đây là tiến trình buổi lễ công bố phán quyết. Mời kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, điều hợp viên điều khiển buổi lễ. Xin kính mời. Xin cảm ơn quý vị. Để chúng ta cùng có thể bắt đầu cho cái phần lễ phán quyết này. Chúng tôi trước khi bắt đầu, chúng tôi trân trọng mời quý vị có tên sau đây để lên sân khấu cùng để chúng ta tuyên đọc cái phán quyết này. Trước hết, luật sư Nguyễn Bích, bác sĩ Trần Công Luyện. Xin thưa là những người mà có tên được xướng danh, xin mời quý vị nhanh chóng lên trên sân khấu. Luật sư Trần Minh Nhật, ông Thái Văn Hòa, cựu đại tá Duyệt, nhà báo Nguyễn Trung Cao và cô Phạm Trần Mỹ Linh. Xin mời quý vị nhanh chóng lên sân khấu và đứng theo vòng cung. Kế tiếp, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị sĩ quan cảnh sát trong hội lực lượng của cảnh sát quốc gia và hội cựu sinh viên sĩ quan. Xin mời quý vị mặc sắc phục, xin mời phía lên đứng hai bên sân khấu.
Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm đề nhị chu niên ngày tòa trọng tài thường trực quốc tế La Hay tuyên bố phán quyết về tính cách hợp pháp của vùng biển, trong đó bản đồ nội bộ của Trung Cộng, ủy ban bảo vệ sự lòng toàn lãnh thổ, nhân dân, những người tị nạn Việt Nam, tổ chức buổi lễ công bố phán quyết này bằng Việt ngữ và Anh ngữ cho quốc dân Việt và cả thế giới biết phán quyết của tòa La Hay ngày 12 tháng 7 năm 2016. Được hết, để bắt đầu chúng tôi xin mời cháu Phan Hồng Long, là con trai của ông Phan Hồng Long, chủ tịch của Hội Sinh viên Vạn Hạnh. Cháu Long là hậu duệ và là một trong những học sinh giỏi của trường. Xin mời cháu lên đây để trình diễn một tiếng kèn saxophone. Xin quý vị cùng tràn pháo tay cho cháu Phan Hồng Long. Cháu sẽ trình bày nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân.
Dạ vâng, rất là hay. Mời mời cháu đứng lại đây. Bây là mời cháu đứng lại đây. Kính thưa quý vị, đây là một cái hậu duệ mà chúng ta thấy là cái mầm non, cái tài năng cho tương lai cho cộng đồng chúng ta. Cháu chỉ tập bằng nhạc nghề trong vòng 3 ngày thôi. Xin thưa quý vị một đồng tay cho cháu Phan Trọng Lâm. Nô yêu cầu của ban tổ chức, cháu cùng với bố là anh Phan Hồng Long, là chủ tịch của hội ai, như cô nói thưa đó là chủ tịch của hội ai hùng đào Quảng Ngàn, đã từ xa về đây chi đê phục vụ cho chúng ta, chi đê cống hiến những bài nhạc bằng cái tài năng của cháu cũng như là tinh thần theo cha nuôi gốc theo cha ông. Do đó giáo sư Nguyễn Văn Cân là chủ tịch của ủy ban bảo vệ hoàn toàn lãnh thổ đã có một món quà đặc biệt gửi tặng cháu. Chúng tôi xin nhờ luật sư Nguyễn Bích trao tặng món quà này cho cháu Phan Hồng Lâm. Dạ vâng, cháu chỉ có mười mấy tuổi thôi, 14 tuổi. Xin mời, 12 tuổi chứ. Cái này là càng to nữa, đang chứng tỏ năng lực tài năng của cháu đang trở lên. Xin mời luật sư Bích và cháu nhận cái món quà của luật sư Bích trao tặng. Công cầm hai tay. Và đây là món quà của giáo sư Nguyễn Văn Cân trao tặng. Cảm ơn cháu. Rồi bắt tay luật sư Bích. Rồi cháu có thể về trong ngồi. Một lần nữa, trước khi bắt đầu tuyên đọc phán quyết, chúng tôi xin quý vị một tràng tay cho cháu và cho nghi thức tuyên đọc hôm nay. Xin một tràng vỗ tay. Trước hết, chúng tôi trân trọng mời luật sư Nguyễn Bích là chủ tịch Ủy ban Hoàng Sa sẽ tuyên đọc phần ảnh ngữ. Trân trọng kính mời luật sư Nguyễn Bích. Xin chào quý vị, xin chào quý trưởng thương. Hôm nay tôi có thành lập đọc phần phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế ở Đền Hòn. To our English speaking friends, the honor falls on me today to read the ruling of the Permanent Court of Arbitration in Den Haag. This is thanks to the contributions of our friends, the Philippines, and the representative of which is Mayor Jose. In one line, Den Haag Permanent Court Arbitration ruled that China has no historical rights based on the 9-line map. The award on 12 July 2016, the Permanent Court Arbitration published an arbitration award by the tribunal, which states in its final and binding as set out in the convention. Conclusions expressed in the award included the following. I shall read number 1-3 and 11. Number 1, regarding the Nine-Dash Line and China's claim in the maritime areas in the South Chinese Sea. The United Nations Convention on Law of the Sea defines the scope of maritime entitlements in the South China Sea, which may not extend beyond the limits imposed therein. China's claims to historic rights or other sovereign rights or jurisdiction with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the Nine-Dash Line are contrary to the convention without lawful effect to the extent that they exceed its geographic and substantive rights, limits of China's maritime entitlements under the convention. The convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein. Number 2, regarding the status of features as above, below water at high tides. High tide features: A. Scarborough Shoal, B. Quarter One Reef, C. Fiery Cross Reef, D. Johnson Reef, E. McKinnon Reef, and F. Gavin Reef North. Low tide elevations: A. Hughes Reef, B. Gavin Reef South, C. Subi Reef, D.
The Mischief with the Second Thomas Show. Hugh's reef lies within 12 nautical miles of the high tide features on McKenna Reef and Tsingtao Island. Graben Reef South lies within 12 nautical miles of the high tide features at Graben Reef North and Namit Island. And that Subi Reef lies within 12 nautical miles of the high tide feature of Sandy Cay on the reef to the west of T2. Number three, regarding the status of features as rocks, islands. Scarborough Shoals contains within the meaning of Article 121 sub 1 of the Convention, naturally formed areas of land surrounded by water which are above water at high tide. However, under Articles 121 sub 3 of the Convention, the high tide features of Scarborough Shoals are rocks that cannot sustain human habitation or economic life of their own, and accordingly shall have no exclusive economic zone or continental shelf. Johnson Reef, Quarteron Reef, and Fiery Cross Reef contain, within the meaning of Article 121 sub 1 of the Convention, naturally formed areas of land surrounded by water which are above water at high tide. However, for purposes of Article 121 sub 3 of the Convention, the high tide features of Johnson Reef, Quarteron Reef, and Fiery Cross Reef are rocks that cannot sustain human habitation or economic life of their own, and accordingly shall have no exclusive economic zone or continental shelf. The high tide feature of Graben Reef North and McKenna Reef are rocks that cannot sustain human habitation or economic life of their own, and accordingly shall have no exclusive economic zone or continental shelf. Mischief Reef and Second Thomas Shoal are both low tide elevations that generate no maritime zones of their own, and that none of the high tide features in the Spratly Islands are capable of sustaining human habitation or economic life of their own within the meaning of those terms in Article 121.3 of the Convention. All of the high tide features in the Spratly Island are therefore legally rocks for purposes of Article 121.3 and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. There is, accordingly, no possible entitlement by China to any maritime zone in the area of either Mischief Reef or Second Thomas Shoal, and no jurisdictional obstacle to the tribunal's consideration of the Philippines submission number 5. Both Mischief Reef and Second Thomas Shoal are located within 200 nautical miles of the Philippines coast on the island of Palawan, and are located in an area that is not overlapped by the entitlements generated by any maritime feature claimed by China. It follows là hai. À, thưa quý vị, các bạn, đó thì là cách đây vào khoảng một tháng, là ngày 27 tháng 6 vừa qua, trong lúc tiếp Bộ trưởng Hoa Kỳ Jim Mattis tại Bắc Kinh, thì Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã nói gì? Ông nói rằng trong lúc nói về vấn đề tranh chấp tại Biển Đông đó, thì Chủ tịch Tập Cận Bình nói với là ông Bộ trưởng Hoa Kỳ đó, là ông Bộ trưởng biết không, một đất đất do tiền nhân để lại chúng tôi không có nhường. Có lẽ quý vị còn nhớ còn đó. Thì thưa quý vị, như vậy thì làm sao ai có thể nói rằng là ông Tập Cận Bình không có đọc sử Việt? Không những Tập Cận Bình đọc sử Việt, nhớ những điều rất là hay, để mà có cơ hội này ông ta lặp lại. Thì bởi vì chúng ta biết rằng, rõ ràng đây đó là cái di ngôn, lời cảnh báo của vua Trần Nhân Tông đối với hậu thế của chúng ta. Ngài đã nói rằng trong bất cứ tình huống nào,
một tấc đất cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Và thưa quý vị, kẻ khác đây ngày hôm ấy chỉ là giặc tàu phương Bắc. Và cho tới ngày hôm nay, chúng ta thấy những cái ngang ngược của Trung Cộng, thì chúng ta mới thấy rằng vua Trần Nhân Tông của chúng ta quả là một vị vua yêu nước và nhìn xa thấy rộng. Lý do Tập Cận Bình và nó thật và nó thẳng với lại bộ trưởng Hoa Kỳ đó là ông có biết không, một mảnh đất nào mà chúng tôi đã cướp, đã chiếm được của bất cứ ai đó, trời có gồng thì một tấc đất chúng tôi không có nhả ra. Lý do Tập Cận Bình phải nói như vậy. Và thưa quý vị, vì quá ngang ngược, vì ý thế mạnh, thế của nước lớn mà hà hiếp nước nhỏ, cho nên Trung Cộng đã bị Philippines đưa ra tòa quốc tế như quý vị đã biết vào tháng Giêng năm 2013, và sau khoảng 3 năm, một cái thắng lợi rất là tốt đẹp, rất là rạng rỡ đã đến tới Philippines, và từ nãy giờ chúng ta đã biết rồi. Và thưa quý vị, thế thì hai năm qua kể từ ngày thắng lợi đó, Philippines đã thừa thắng xông lên như thế nào? Biển Đông đã ổn định chưa? Trung Cộng có tuân thủ pháp quyết này không? Phản ứng của thế giới như thế nào? Và thế giới của Việt Nam ra làm sao? Thưa quý vị, câu trả lời cho chúng tôi đáng tiếc nhiều hơn là đáng mừng bởi những lãi cho đây. Thứ nhất, thay vì phấn khởi và khai dụng tối đa cái thành quả chiến thắng của mình, thì tân Tổng thống Philippines, ông Duterte, đã cất cái phán quyết đó vào cái hộp và quay ra hòa hoãn với lại nhà cầm quyền Bắc Kinh, mà ông ta nói rằng ông ta lại cớ là ô bây giờ phải bắt tay với lại Trung Quốc để mà họ giúp chúng ta và là phát triển kinh tế, thay vì đem cái phán quyết này làm mà nó tối nó lùi. Thứ hai, có một vị có mặt ngay tại Manila là thủ đô Philippines ngay cái ngày phán quyết xảy ra là ngày 12 tháng 7 năm 2016, đó là bà Kristi Kenney, ủy viên Á Châu sự vụ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì thay vì chúc mừng nhân dân Philippines đạt được có thành quả như vậy, thì bà ta nói cái gì? Hey, bình tĩnh, chớ vội mừng, đừng có làm quá, tránh đối đầu, tránh khiêu khích, tránh dùng bạo lực của Trung Quốc, hãy đón nhận phán quyết này một cách bình tĩnh, đối thoại với các quốc gia đoàn kết chủ quyền. Quý tưởng coi, Philippines là một cái túi, Trung Quốc là một cái áo mà. Thì là Philippines bị Trung Quốc thì là ăn hiếp như thế nào mà bảo đó, ô bây giờ đừng có dùng vũ lực với Trung Quốc nha Philippines. Đó là cái bà đại diện cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và hai tuần đó, quý vị nhớ cái phán quyết là ngày 12 tháng 7, thì hai tuần đó là ngày 25 tháng 7, tại Bạc Tượng Lào Quốc là có một cái hội nghị rất là quan trọng của ASEAN, là các quốc gia Đông Nam Á, quy tụ tất cả các vị ngoại trưởng đó. Thế mà các quốc gia đó hầu hết là quan hệ tới là cái Biển Đông. Thế mà trong cái bản thông cáo chung, phán quyết thắng lợi này không hề được đề cập. Tại sao? Tại vì Trung Cộng đã vận động với lại Campuchia là một trong thành viên quốc gia này phản đối cho bằng được, không được đưa cái phán quyết này vào cái thông cáo chung, và họ đã làm được cái điều đó thưa quý vị. Thế thì bây giờ thưa quý vị, về phía Hoa Kỳ thì như thế nào? Thực ra Hoa Kỳ họ cũng hài lòng, họ cũng rất là vui với cái phán quyết này, và nhiều người tin rằng họ cũng có vận động để cái phán quyết này nó xảy ra như thế. Nhưng họ đã có các phản ứng tuy cứng rắn nhưng mà cũng khá chừng mực như chúng tôi vừa thưa quý vị đó. Một mặt họ kêu gọi các bên phải tôn trọng phán quyết này, phải tuân thủ phán quyết này. Một mặt họ chỉ có lên án Trung Quốc vẫn tiếp tục tìm cách khống chế Biển Đông. Và họ có một cái hành động, đó là chúng ta còn nhớ là tổ chức cho những cái đội hải hành dùng các chiến hạm, hàng không mẫu hạm quay là trực chỉ về Biển Đông, cắt lưỡi bò hướng về Hoàng Sa, Trường Sa để coi như thế là thiệt uy với Trung Cộng. Thưa quý vị, khi đó là cả thế giới rất là mừng và nhìn xem cái phản ứng Trung Cộng như thế nào trước một cái hành động thách thức như thế này của Hoa Kỳ. Thì khi đó thưa quý vị, khi mà cái đoàn tàu đi sắp tới nơi đó, thì Trung Cộng la lên, ô tại sao mấy ông như thế, và là xâm phạm vào cái lãnh thổ của chúng tôi, lãnh hải của chúng tôi. Thì khi đó phát ngôn viên Hoa Kỳ nói, đâu có đâu, chúng tôi vẫn còn ở cái lãnh hải bên ngoài, chúng tôi vẫn còn ở ngoài là cái chưa vào cái thềm lục địa mà. Khi đó thì quốc tế mới nghĩ là thì đàn ông anh Hoa Kỳ này cũng có chưa ngon, có chưa lạnh thì không nói cả. Tất nhiên rằng là cái tàu chiến Hoa Kỳ chỉ mới lượng tới lượng lôi mà lộ thôi quý vị, chưa có bước thêm, chưa bước vào cái thềm lục địa của ta, chưa có bước vào cái thềm nhà của ta đó. Thì thưa quý vị, đó là cái, và cái đàn ông Hoa Kỳ đúng không,
Vậy được rồi, không có nên khiêu khích, mình thắng được rồi, đừng có dùng Trung Cộng và Trung Cường, không khiêu khích nữa, đem tàu tới lượng lên là đủ rồi. Và thưa quý vị, thực ra Hoa Kỳ họ có một cái vũ khí rất là lợi mà họ không có xài tới, đó là cái phán quyết này. Thưa quý vị, nếu tôi là Mỹ đó, dịch cái phán quyết này ra một tiếng tàu, dán ngay hai ngay cái mũi thuyền đó, mũi tàu là cứ thế mà phóng tới, thì mấy ông Trung Cộng chụp ông giò. Ông thấy các bạn đang ở tiếng tàu, ông hiểu rồi, chứ đâu có cãi còi làm cái gì nữa. Tại sao chúng tôi đây là vùng này đâu của quý vị đâu, biển này là biển của thế giới, đâu phải của quý vị. Như vậy là cái tiến tới, nhưng đến họ không có làm. Nhưng mà gần đây thì cũng có Hoa Kỳ có vận động Úc nè, Ấn Độ nè, Nhật Bản thành một cái liên minh để mà khống chế họ hơn. Và về phía Cộng sản Việt Nam làm được cái gì? Trong cái cuộc vận động này, trong cái vụ tài khoản này đó, thì Việt Cộng chỉ làm được có một điểm duy nhất thôi quý vị, là công nhận thẩm quyền tài phán của Tòa trọng tài thường trực quốc tế. Là cái điểm này là Trung Cộng chống các bạn được, thành cái điểm này thôi đó là Trung Cộng là Việt Cộng cho là ngon rồi. Thứ hai, sau đó là họ cử một cái phái đoàn quan sát viên tới ngồi đó thôi, chứ không dám làm gì. Trong khi thượng nghị sĩ Sullivan và thượng nghị sĩ John McCain đã ra một cái thông cáo và nói rằng là các quốc gia liên hệ tới trong vùng biển Đông mà đang bị Trung Cộng hiếp đó, hãy nói theo Philippines, kiện ra tòa, kiện ra thắng ngay. Việt Nam không dám làm, Việt Cộng không dám làm. Tại sao thưa quý vị như thế này? Thưa quý vị, vì lật ra trang 795 của cuốn sách này là giáo sư Canh giải thích rất là rõ ràng. Trang 795 rất là đơn giản. Bởi vì sao? Vì vào tháng Giêng năm 2004 đó, tướng Trung Cộng Quách Bá Hùng, quân ủy phó trung ương quân đội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tham mưu phó thôi mà tiếp tục nói vậy đó quý vị, thì ông này hôm qua là gặp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam á, và đưa ra ba điều kiện Việt Cộng phải tuân theo. Thứ nhất, thưa quý vị, là nói cái gì? Việt Cộng muốn làm cái gì mà liên quan tới Biển Đông đó, phải tham khảo với Bắc Kinh, không được làm gì để mà cho nó phức tạp và nó rắc rối tình hình theo. Nhưng mà có tham khảo thì chỉ có một chiều thôi. Việt Cộng phải tham khảo với Bắc Kinh là Bắc Kinh làm gì làm, không cần phải tham khảo với Việt Cộng, quý vị nhớ điều đó. Thứ hai, không được để các thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp, đừng có nhờ Mỹ, đừng có nhờ Úc, và đương nhiên đừng có nhờ cái tòa nào của quốc tế mà dính vô đây chơi. Và cái thứ ba là phải hướng dẫn công luận và cảnh giác tránh đưa ra những bình luận hoặc hành động làm tổn hại cái tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai nước, dựa trên 4 cốt và 16 chữ bạc. Quý vị nhớ là tôi đi đã hơn lâu rồi, nhưng mà hôm nay được hiểu đến lại và nhân dịp lễ công bố cái phán quyết bằng biệt ngữ văn ngữ này, thì chúng ta tiếp tục để được công bố cái tài liệu đồ sộ của giáo sư Nguyễn Văn Căn. Giáo sư Căn để tâm huyết bằng cách hiệu một giáo sư ngành công pháp, bằng cách nhìn của một giáo sư chuyên ngành luật, khảo cứu vài chiến lược bành trướng của Đảng Cộng sản, và bằng sự đào sâu tầm nhìn về những vấn đề chính trị quốc tế khi truyền trao giảng dạy cho các sinh viên trước đây, là một giáo sư luật khoa về ngành công pháp đó, cùng với những kiến thức uyên bác về kinh nghiệm cộng sản của các nước trải qua các châu Âu Á Mỹ, giáo sư Căn đã có một lập luận chính xác, một cách vững chắc để thuyết phục những người làm chính sách Hoa Kỳ, Âu Châu và Âu Châu. Tôi đưa ra một cái dẫn chứng bằng một cái ví dụ cụ thể là đại tá Jim Castanetti từ Hawaii bay sang đây trong cái dịp mà hội nghị của các nhà giáo sư Việt của mình tại San Francisco đã tổ chức vào tháng 2 năm 2008, thì chính vì đại tá này đã nói giáo sư Dân là người đã làm thay đổi tiến trình suy tư của người Mỹ. Đúng vậy, thêm vào đó bằng cả tâm lòng yêu quê hương và quý từng regarding the future conduct of the parties. Let me go back to number 10. China, in the course of these proceedings, aggravated and extended the dispute between the parties through its dredging, artificial island building, and construction activities in several particulars itemized in the award. Number 11, regarding the future conduct of the parties, both parties are obliged
comply with the convention, including its provisions regarding the resolution of disputes, and to respect the rights and freedoms of other states under the convention. Neither party contests this. Chúng tôi cảm ơn người thượng đã tuyên bố phần tiếng Anh. Và bây giờ, trong phần tiếng Việt, chúng tôi trân trọng kính mời cô Phạm Trần Mỹ Linh là giám đốc trung tâm cộng đồng AMI sẽ tuyên đọc nội dung tóm lược của phán quyết bằng tiếng Việt. Trân trọng kính mời cô Mỹ Linh. Xin trân trọng được đọc phần phán quyết sau đây. Phán quyết, tòa thường trực trọng tài The Hague phán quyết rằng Trung Hoa không có chủ quyền lịch sử trong vùng bản đồ chính vậy. Quyết định ngày 12 tháng 7 năm 2016, tòa thường trực trọng tài ban hành một quyết định trọng tài mà tòa tuyên bố rằng quyết định này là chung kết và có hiệu lực ràng buộc như quy định trong công ước. Các kết luận tràng được mô tả trong quyết định gồm 11 điểm và vì vấn đề thời gian, cháu xin đọc 4 điểm sau đây. Điểm thứ nhất, về đường chín đoạn và đòi chủ quyền của Trung Hoa trên các vùng biển của Biển Đông. Công ước Luật Biển 1982 ấn định giới hạn quyền được làm chủ vùng biển của Biển Đông và quyền này không được phép vượt qua ranh giới đã quy định trong đó. Các đòi hỏi của Trung Hoa có chủ quyền lịch sử hoặc các chủ quyền khác hoặc có thẩm quyền đối với các vùng biển trong Biển Đông bao gồm cả vùng liên hệ của bản đồ chín đoạn là trái với công ước và không có hiệu lực pháp lý trong phạm vi mà bất cứ các đòi hỏi ấy vượt quá giới hạn địa lý thực sự mà Trung Hoa được làm chủ do công ước quy định. Công ước đã thay thế, hủy bỏ bất cứ chủ quyền lịch sử hoặc quyền về chủ quyền hay thẩm quyền nào đó ở bên ngoài ranh giới được quy định. Thứ hai, về quy chế với các thực tế khi thủy triều cao. Các thực tế vào lúc thủy triều cao, bãi cỏ rông, đá châu viên, bãi chữ thập, gạc ma, chi hoa và Gavin. Các cao độ vào lúc thủy triều xuống, bãi tư nghĩa, kế vấn xảo, subi, vành khăn và suối ngà. Bãi tư nghĩa nằm trong phạm vi 12 hải lý. Các bãi đá trong khu thủy triều cao trên vùng chi hoa và sinh tồn. Gây vấn xào thì nằm trong phạm vi 12 hải lý các bãi đá trong khu thủy triều cao thuộc dạng sơn ca trên vùng đất ngầm phía tây thị tứ. Thứ ba, về quy chế các thực tế như đá đảo, bãi cỏ rong theo định nghĩa của điều 121 gồm có một số vùng đất tự nhiên hợp thành, có nước vây xung quanh và các khu vực này ở trên mặt nước khi thủy triều dâng cao. Tuy nhiên, điều 121 của công ước thì bãi cỏ rong là bãi đá khi thủy triều cao, mà các bãi đá lại không thể cung ứng được đủ cho con người sinh sống hay có đời sống kinh tế tự túc được, và vì thế không có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Gạc ma, châu viên và chữ thọ theo định nghĩa của điều 121 gồm vùng đất tự nhiên hợp thành, có nước bao xung quanh nổi trên mặt nước khi thủy triều lên cao. Tuy nhiên, theo mục đích của điều 121, các bãi đá này không thể tự nó duy trì sự sống của con người hoặc tự túc về kinh tế và vì vậy không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Các bãi đá Gavin North, Chiwa, Vành Khăn và bãi suối Ngà nằm dưới mặt nước khi thủy triều xuống không thể tự túc về kinh tế theo điều 121. Còn các thực tế ở mức thủy triều cao thuộc vùng Trường Sa chỉ là bãi đá về phương diện pháp lý nên không thể có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Riêng Vành Khăn và suối Ngà nằm cạnh bờ Palawan 200 hải lý, không trồng lớn lên bất cứ một thực thể nào mà Trung Hoa đòi hỏi chủ quyền. Vì vậy, giữa Trung Hoa và Philippines thì Vành Khăn và suối Ngà hợp thành vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Phi. Và cuối cùng là điểm thứ 11 về cách ứng xử tương lai của các bên tranh tụng. Hai bên phải tuân thủ công ước gồm các điều khoản giải quyết tranh chấp, tôn trọng các quyền và các tự do của các nước khác được quy định trong công ước. Không bên nào dị nghị phán quyết này. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Và rồi là phần tuyên đọc bằng tiếng Việt. Kính thưa quý vị, thật sự nếu đọc đủ
tất cả bản tiếng Việt và tiếng Anh này chúng ta phải mất trên 40 phút. Do đó chúng tôi đã xin thưa với quý vị, chút nữa đây khi quý vị ở lại cho đến chúng tôi sẽ có một cái bản gọi là cái tập tài liệu để phát hành cùng với quý vị. Và chúng tôi sẽ phát đến tận tay quý vị trong lúc mà chúng ta sẽ dùng bữa gọi là ăn nhẹ. Thì trong này có đầy đủ toàn bộ phán quyết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Vì thời gian không cho phép cho nên chúng tôi chỉ đọc một vài phần trong tổng số 11 phần. Do đó chúng ta mới tiết kiệm được thời gian. Và bây giờ chúng tôi xin thưa một trong những vị mà gọi là rất gần gũi và thân thiết với cộng đồng chúng ta là ông cựu thị trưởng Roe Estevez của thành phố Mewitness. Ông là một người bạn quý và là một người đã nêu cao chính nghĩa quốc gia của chúng ta dưới ngọn lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Cách đây 20 năm, ông đã vận động Hội đồng thành phố Mewitness đã thông qua nghị quyết công nhận cờ vàng. Và quý vị nhớ rằng thành phố Mewitness là thành phố đầu tiên trên toàn Hoa Kỳ để công nhận lá cờ vàng ba sắc đỏ. Quý một tràng tay cho ông Roe Estevez. Ông thật sự là xứng đáng để nhận lòng sự kính trọng và quý mến của cộng đồng chúng ta dành cho. Và nhân dịp lễ công bố này, chúng tôi trân trọng mời ông Roe Estevez lên phía đây và luật sư Nguyễn Bích là chủ tịch của Ủy ban Hoàng Sa sẽ trao tặng một cái tấm lắc để kỷ niệm và cái tình cảm ông dành cho. Và kế tiếp cùng nhờ ông cũng là một phái viên trung truyền là đến chính quyền của Philippines, đến Bộ Ngoại giao, đến Bộ Quốc phòng những tài liệu đặc biệt, những tài liệu quý giá của giáo sư Nguyễn Văn Canh, và ông sẽ là phái viên trung truyền đến quý vị đó. Chúng tôi trân trọng cái mời luật sư Nguyễn Bích và nhờ anh Thái Văn Hòa đưa cái black cho giao cho luật sư Nguyễn Bích để luật sư Nguyễn Bích trao tặng cho ông cựu thị trưởng Roe Estevez. Jose has been a friend of the committee, Enemies Committee, for over 20 years. And I had the pleasure to be his friend as well for the last 20 years. Not only he represents the city of Mewitness, but I know personally that he's trying to push candidate a Vietnamese American to the position within the city. So, that aside, on behalf of the protection, Committee on Protection of Territorial Integrity of Vietnam, the Board of Governors, I would like to present act of appreciation to Mr. Jose Estevez, mayor and future mayor, for his efforts and dedication to promote the Republic of Vietnam just cause. The city of Mewitness in California, under the leadership of Mayor Estevez, was the first institution across the nation, followed by some other 200 that recognized the flag of the Republic of Vietnam 1998. On behalf of Dr. Nguyễn Văn Canh, the president, this is made this 29th day of July 2018, California. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị một tràng tay và mời ông Roe Estevez có đôi lời. We ask for you to say some few words. Xin chào tất cả quý vị. Former mayor of the city of Mewitness. I'm always very inspired when I come to a Vietnamese gathering like this for many, many reasons. First, I know you and me, all of us, we have a heart for really true freedom and democracy. That's why when I was mayor, that's always been in my heart. So when many of you came to me and said, we have our own freedom and democracy flag. And I said, can you lead in recognizing? And of course I said, that was my dream. Because all of us
should be advocates and fighters of freedom and democracy anywhere we are. Even we are here in America, we should think about other countries, and in your case, the country of Vietnam. And rightfully so, because we have Vietnamese there who suffer injustice, human rights, violation of human rights, and of course, no freedom, freedom of speech, religion, and many other things. So doing and recognizing the flag was really more of a big, big honor for me to be able to say yes, thank you for all your support for freedom, and I'm just here as one of your instruments to support you, actually, because I see you fighting for freedom and democracy persistently and continuously, and I salute you for that. And today, you do not stop fighting. Today, Philippines and Vietnam, and you especially, are looking continuously to protect our sovereignty, territory. Sovereign rights and territory connotes freedom of a country. So if we allow a foreign country like China to come into our footsteps, that's a violation of freedom and democracy. And again, I see you around here with your burning heart saying, no, you cannot do that. You cannot step on our toes. Let us be free. Get away from islands that you don't own. Okay? And we continue to do that. It's only when we continue to fight and let our heart burn continuously that we can win. We can only win if we do not stop. But the moment we get tired and burn out and say, no, it's a big fight, then we're gonna lose. So with that said, I urge and continue to inspire you to continue. Just by fighting alone, we are winners. Because we say that we will have freedom all our lives, especially in that area. So for Vietnam, for you especially, and the Philippines, we do the same thing. We fought for many, many years. And who would say that we're going to win in the convention, in the court? If we know the right and law, we fight. All of us know that China does not belong to that area. So with that, let's continue the fight and be happy that we said freedom, democracy around the world. Thanks to all of you. Thank you. Can you stay? Can you stay? Cảm ơn ông trưởng trưởng và chúng tôi mời ông tiếp tục đến đây. Can you stay here? We would just respectfully ask him to remain here. Chúng tôi sẽ mời ông trưởng trưởng giúp vì ông là một phái viên để trung truyền những tài liệu, tác phẩm mà giáo sư Ngân đã sẽ truyền đến cho Bộ Ngoại giao, cho Bộ Quốc phòng và ba thư viện của Đại học Phi Lục Tân, cái đất nước của họ. Thì hôm nay chúng tôi chỉ nhờ ông nhận hết toàn bộ này, nhưng mà hôm nay chúng tôi chỉ trao để nhờ bác sĩ Liên trao một cuốn sách tượng trưng. Professor Nguyễn Văn Cang have compiled thousands of important documentations as well as written a book relating to the Vietnam's parasail songs in the island, and so therefore we would respectfully ask that you can deliver this book to the Philippines defense as well as the Philippines foreign affairs and the three national universities in Philippines. Mr. Rose, I think we have a three more, four more, five more book. Okay. So and we have five more books that you can deliver and to. And you share to them. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào phần 3 lễ công bố hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa, chúng tôi xin ít phút để được giới thiệu phái đoàn chính phủ Pháp Đình Việt Nam Cộng Hòa đề nghị đại diện luật sư Lê Trọng Quát
và luật sư Lâm Chấn Thọ, gồm có bác sĩ Nghiêm Phú, bà Hoàng Lan và ông Bảo Tố trân trọng giới thiệu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ca nhạc sĩ Thu Sương và Đình Đại đến từ Pháp Quốc, cô Già Hương và Tâm An trong nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiệp đến từ Nam California. Tôi xin tiếp tục. Ông Trương Ngọc Mỹ, ông Lâm Hồng Đạt. Xin thông báo quý vị nào là chủ nhân chiếc xe 5CWY414 5CW1414. Quý vị nào là chủ nhân thì xin liên lạc với chúng tôi, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin phép được bước vào phần 3 của chương trình là lễ công bố hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa. Xin anh Kim Sơn và Hồ Ngọc Lan song ca Bạch Đằng Gia trước khi đi vào phần chi tiết của chương trình. Kim Sơn và Chùa Hoàng Lan kính chào quý vị. Sinh hoạt. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bác sĩ Trần Công Luyện trong vài nét về tác giả và các đội chủ đề chính trong hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa. Xin quý vị dành một phần thó tay để chào đón bác sĩ Trần Công Luyện. Quý đồng hương, tôi bác sĩ Trần Công Luyện, xin đọc tiểu
tại Việt Nam trước 1975, tại học luật khoa Sài Gòn, phụ tá khoa trưởng và giáo sư phụ trách diễn đạt các môn những vấn đề chính trị quốc tế hiện đại. Năm thứ tư Ban Tư pháp sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, khảo cứu về chiến lược bành trướng thế lực. Năm thứ tư Ban Công pháp luật pháp đối chiếu. Năm thứ nhất Ban Cử nhân theo dõi và đánh giá sinh viên cao học Ban Công pháp tại Đại học Luật khoa Huế. Luật hiến pháp năm thứ nhất Ban Cử nhân, Văn khoa Khoa học xã hội Đại học Vạn Hạnh, chính trị học tổng quát năm thứ nhất Ban Cử nhân, các chế độ chính trị quốc tế đối chiếu năm thứ ba Ban Chính trị, quốc tế công pháp năm thứ tư Ban Chính trị, trường chỉ huy tham và tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuyết trình về cộng sản Việt Nam, kỹ thuật củng cố quyền lực, trường cao đẳng quốc phòng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuyết trình về cộng sản Việt Nam, ý thức hệ và các sách lược thi hành, và trung tâm huấn luyện cảnh sát quốc gia rồi học viện cảnh sát quốc gia, văn phòng của tổng thống giảng dạy hoặc thuyết trình về cộng sản Việt Nam và Pháp. Tại Hoa Kỳ cho đến hiện nay, làm việc tại Viện Nghiên cứu Hoover về chiến tranh cách mạng và hòa bình tại Đại học Stanford, Cộng hòa, Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại học UC Berkeley, California, đồng giám đốc dự án Corona Mystery, là tác giả nhiều sách, nhiều bài nghiên cứu đăng tải trên nhiều tạp chí bằng Anh và Việt ngữ, tham dự nhiều hội nghị quốc tế về Việt Nam và Đông Nam Á, tham dự nhiều hội nghị quốc tế tại Leningrad, Liên bang Xô Viết, Pháp, Bỉ, Bangkok, Nhật Bản, v.v. Giáo sư còn là tác giả nhiều cuốn sách, nhiều bài nghiên cứu đăng tải trên nhiều tạp chí bằng Anh và Việt ngữ. Hồ sơ này đề cập ba chủ đề: chứng minh Việt Nam có chủ quyền trên hai vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một chủ quyền đích thực không thể tranh cãi của dân tộc Việt, và trong nhiều năm qua Trung Cộng góp thành vì xâm lấn nghiêm trọng trên Biển Đông. Hiện nay riêng tại vùng Trường Sa, Trung Cộng đã hoàn tất nhiều kiến trúc quân sự kiên cố đồ sộ trên khắp 8 bãi đá ngầm đã được bù đắp, lập thành hệ thống căn cứ hải quân trong lòng Biển Đông, có kiến trúc 9 tầng sơn xây trên bãi Tư Nghĩa như một cung xá to lớn, nhiều tầng lầu dành cho văn phòng hay quân trú phòng trên bãi đá ngầm, các phi trường rộng lớn với phi đạo dài trên 3.000 mét dành cho máy bay điểm kích, vận tải cơ cỡ lớn, quanh tạc cơ lên xuống và các đoàn chiến máy bay, bãi đậu và cả cơ sở trùng tu sửa chữa cho các chiến đấu cơ gồm 72 chiếc tại ba đảo này. Các doanh trại đã có quân chú phòng chiếm đóng các hải cảng, các tàu chiến, các dàn radar, các tháp viễn thông, các kho vũ khí đạn dược, kho tiếp liệu, các dàn hỏa tiễn ở Biển Đông. Đây là tiền hùng để Trung Cộng sẵn sàng khống chế toàn bộ. Trong khi đặt ở mầm bồi đắp và xây các kiến trúc quân sự trên các bãi đá Việt Nam từ 2014, Trung Cộng không còn động thái gì để bảo vệ lãnh hải, ngoại trừ tuyên bố xuống suốt hàng chục năm của bác quân viên của ngoại giao thì khi bị chất vấn là Việt Nam có chủ quyền pháp lý và lịch sử. Vấn đề chủ quyền Việt Nam được đặt ra vì Trung Cộng còn quyết tâm núp chọn đất nước Việt, nó sẽ tiếp tay Việt Cộng. Một mặt, hồ sơ này có hàng trăm bản đồ hình ảnh văn kiện tài liệu của Biển Đông là bằng chứng chủ quyền này. Mặt khác, hồ sơ này phơi bày các bằng chứng về âm mưu bằng chứng Trung Cộng tôn tính toàn thể lãnh thổ Việt Nam
và Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lộ diện ở đảo Cỏ Hải đúng đã và đang tích cực đóng góp cho sự phát triển đấy của đảo. Các công nhân trung tộc làm việc tại các dự án kỹ nghệ lập thành làng xã cho lãnh thổ từ Bắc đến tận Cà Mau và nhiều nơi được coi như bất khả xâm phạm. Công nhân nay thường dân tàu cộng được coi như công dân hạng nhất như có trường hợp các làng xã tàu tự xử các vụ phạm pháp bất chấp chính quyền địa phương như thế này trên đường phố Sài Gòn mắc bệnh Trung Hoa, trong đó Hoàng Sa và biển Trường Sa với biểu ngữ thống nhất Tổ quốc được cảnh sát biển cộng chạy theo bảo vệ. Trong khi đó, thanh niên miền chỉ hô Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam thì bị đánh đập tàn nhẫn và bỏ tù. Trung cộng thường sử dụng người Hồng Kông, Đài Loan, Tân Gia Ba, Mã Lai, vân vân gấp tàu tham dự dự án phát triển như được thuê dài hạn ở khu vực sâu trong rừng núi và ở đầu nguồn trên 18 tỷ. Tóm lại, trung cộng là phần trăm căn cứ khắp nơi trong vùng rừng núi đến trọng điểm khác khắp nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhân danh thực thi các thỏa thuận kinh tế. Theo một hiệp ước và đặt thỏa thuận và giải pháp cái Biển Đông ký ngày 25 tháng 6 năm 2011, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức cử các bộ đảng và nhà nước sang trung cộng huấn luyện và khi trở về là các tay sai hướng dẫn và thi hành chính sách của trung cộng và tổ cơ sở của Việt Nam. Song song với việc chức chính quyền các bộ đảng của Việt Cộng và huấn luyện thực thi chính sách của trung cộng, còn có một ủy ban cấp quốc gia là ủy ban hợp tác song phương và phó thủ tướng của bên là chủ tịch giám sát cả điều động các công tác hợp tác với hai quốc gia. Ngoài hai vấn đề trên, hồ sơ này còn đề cập tới vấn đề an ninh của Việt Nam, tất cả là vấn đề làm cho an ninh toàn khu vực có liên hệ đến quyền lợi trực tiếp của cường quốc để họ có trách nhiệm phải giải quyết. Từ vậy, Biển Đông của Việt Nam là nơi các quốc gia trên thế giới có quyền lợi trọng yếu vì có con đường hàng hải huyết mạch quốc tế chạy qua Ấn Độ Dương ngay mặt đó. Nếu để còn bác quyền Bắc Kinh đồng chiếm thì đó là mối nguy cơ cho toàn thế giới. Vì thế có manh nha bằng chứng Bắc Kinh bạch thư 2008 được ra đời. Thế đó năm 2010 và sau đó tất cả soạn thảo số tài liệu khác để cảnh giác lãnh đạo quốc tế thì nguy cơ ấy đồng thời gửi cái hồ sơ này cho tổng thống Hoa Kỳ Obama. Và để trả lời ông Obama đã báo chính sách xoay trục tháng châu và Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ bảo vệ quyền lợi chính mình trong vùng Biển Đông, Hoa Kỳ bị trừ hạn bệnh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Cuốn sách này còn đi xa hơn, chúng cậu còn là mối đe dọa an ninh cho Á Châu và hòa bình thế giới. Cuốn sách này còn nhiều tài liệu dữ kiện từ một nền tảng công tác pháp lý chính trị trong nghiệp cảm thấy tương lai. Kính thưa quý vị sẽ có cuốn tập sách này và quý vị sẽ đọc lại. Chắc chắn có điều quý vị đã không nghe thì tôi đọc. Xin lỗi quý vị. Chào quý vị. Anh kỹ sư Nguyễn Thanh Hà là nguyên là tổng thư ký của Ủy ban Trường Sa, Hoàng Sa và Trường Sa. Anh ta sẽ thực hiện về phần kỹ thuật, phần án luật cho cuốn sách hồ sơ Hoàng Sa và chủ quyền dân tộc. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị theo dõi phần chiếu slide show với chủ đề là hệ thống căn cứ quân sự của Trung Cộng xây dựng trên Biển Đông. Xin mời kỹ sư Nguyễn Thanh Hà. Và xin mời quý anh giúp cho về vấn đề kỹ thuật là xin tắt cái đàn để cho cái screen nó được rõ. I would like to conduct my presentation in Vietnamese. And most of my materials, they are very tutorial, so very easy to follow. So please bear with me. Kính thưa giáo sư Vũ Văn Căn, thưa ông chủ tịch trưởng OZS Service, và các quý vị trưởng thượng, các hội đoàn và các quý vị quan khách, được sự ủy nhiệm của giáo sư Nguyễn Văn Căn và ban tổ chức thì hôm nay tôi có được hân hạnh lên để làm một cái quyết định nhỏ về cái hồ sơ Hoàng Sa, Trường Sa
và chủ quyền dân tộc. Tuy nhiên những cái hình ảnh quý vị thấy ở trong đây thì đều là từ trong bản sắc của giáo sư Nguyễn Văn Tăng đã dày công khảo cứu những mấy năm qua và được hôm nay có thể đặt là được đến cùng với quý vị. Tôi ở trong ban ủy ban Hoàng Sa Trường Sa và tôi xin được nói một ít về cái ủy ban này, được là sự được là chủ tịch là luật sư Nguyễn Bích, và ủy ban đã làm việc chung với là một cái ủy ban của ủy ban bảo vệ sự vật là tinh thần do giáo sư Nguyễn Bích là chủ tịch, thì chúng tôi làm việc với giáo sư Tăng để mà đưa ra ánh sáng những cái tài liệu về chủ quyền của dân tộc và nhất là những dữ kiện mà chúng ta cần phải biết. Thì thứ nhất về Biển Đông, đây là một cái bản đồ chính vạch của Trung Cộng đưa ra, và đúng như trong những thuyết trình viên trước đã có nói, đây là những điều mà Trung Cộng đưa lên nhưng hoàn toàn đi ngược lại cái phán quyết của Tòa án La Hay ở Hòa Lan vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 vừa qua. Thì cái biển, cái bản đồ này cho thấy rằng Trung Cộng đã bành trướng hoàn toàn và đi vào những cái hải lý của các quốc gia khác, như gồm có Việt Nam, Philippines, cả Indonesia và cả Malaysia. Trải qua năm thế kỷ, hậu thế của cụ Nguyễn Minh Khiêm là giáo sư Nguyễn Văn Canh, là người con yêu của Tổ quốc, đóng góp vào sự nghiệp kế thừa của cụ Nguyễn Minh Khiêm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay sập lớn cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh. Xin kính mời giáo sư Nguyễn Văn Canh. Tài liệu của tôi đã bắt đầu từ năm 1994 cho đến bây giờ. Sở dĩ hai cái nó dính liền với nhau là vì cái cuốn hồ sơ Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền dân tộc nó sẽ là một cái công cụ để đóng góp vào trong việc đòi hỏi thực thi cái bản án của Tòa án Lai Hải, và họ chỉ ra một cái nguyên tắc là cái vùng lưới bò của Trung Cộng là bất hợp pháp, nghĩa là họ đã ra một bản án rằng cái lứa bò đó sẽ bị cắt. Quốc tế không có một lực lượng an ninh như trong quốc nội để thi hành các bản án, và do đó mỗi khi có một cái bản án nào đó của một tòa án quốc tế thì người ta, các quốc gia liên hệ để đi vận động với Hội đồng Bảo an để có được đóng góp sức mạnh để mà trừng trị những kẻ không thi hành cái bản án. Thì trường hợp của chúng ta ở đây nó rất khó khăn là vì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là chủ thể của quyền lợi, và chủ thể quyền lợi đó lại mất tích. Nhà chúng ta là người tị nạn thay thế Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đóng cái vai trò đó để làm sao cho quốc tế cắt cái lưỡi bò đó, dù chúng ta và cắt lưỡi bò đó là cắt cái quyền lợi, bảo vệ cái quyền lợi của nhiều quốc gia chứ không phải của chúng ta. Tôi nói qua tới cái bản án, cái bản án ngày 12 tháng 7 năm 2016 thì Tòa án La Hay có ra một phán quyết tuyên bố rằng những đòi hỏi của Trung Hoa, tức là của Trung Cộng, có chủ quyền lịch sử ở trong cái vùng lưỡi bò này là bất hợp pháp.
khi mà tuyên bố như vậy, hiện tại làm sao để có Việt Nam dính vào đây? Thì chúng ta biết cái vùng lưỡi bò này ở phía Tây, ở đây thì phía Tây này, phía Lợi Tân chỉ có 200 hải lý mà do cái luật quốc tế họ quy định và quyền của họ ở đấy thôi. Còn lại về phía ta thì từ xưa đến giờ về phương diện lịch sử và phương diện địa lý và tất cả hành xử chủ quyền là chúng ta có toàn thể cái Biển Đông trừ 200 hải lý như luật biển 1982 quy định. Thành như vì vậy tất cả những cái đảo ở đây đó liên hệ tới cái bản án mà Phi Luật Tân kiện. Phi Luật Tân kiện là vì quyền lợi của họ. Quyền lợi của họ là ở trong cái lưỡi bò này, họ nêu lưỡi bò đó. Cho nên khi có bản án của tòa án là hai tuyên bố đó thì luôn cả cái vùng Biển Đông của chúng ta. Thì như vậy, Việt Cộng, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ thể của quyền lợi, bị mất quyền lợi, bị xâm phạm quyền lợi mà không hành động gì cả. Lại có một anh Đệ Tam là Phi Luật Tân nó nhảy vô, nó kiện và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại thắng kiện, là vì dù rằng không phải là một phần ở trong một cái đương sự có tố quyền, sử dụng tố quyền để mà đòi cái quyền của mình tự nhiên được hưởng. Thế thì từ trước đến giờ chúng ta thấy rằng Việt Cộng luôn luôn, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn luôn đứng về phe Trung Cộng. Ngay cả đến người biểu tình ở trong nước, người ta nói Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam cũng bị hành hạ, cũng bị ngược đãi, cũng bị nhốt đi tù. Thế như vậy là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đứng về phe của giặc để mà giúp giặc chiếm lãnh thổ của Việt Nam. Thế nhân từ cái ngày mà phán quyết của tòa La Hay đó, tuyên bố vào 12 tháng 7 2016 thì Việt Cộng, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tư cách là một quốc gia coi như mất tích, và bài viết của tôi mới phổ biến đó là nó trốn, nó chạy trốn nấp sau lưng của quan thầy của nó để che chở nó. Thế nhưng vì vậy ai là người đứng ra để mà vận động đòi hỏi quốc tế thi hành lưỡi bò đó? Thì chúng ta người Việt hải ngoại của chúng ta ở đây, chúng ta có quyền lợi vì cái hải đảo đó là của chúng ta và do đó chúng ta phải hành động. Thế thì trên căn bản đó chúng ta phải làm cái gì? Thì cuốn hồ sơ Hoàng Sa, Trường Sa ở đây có rất nhiều tài liệu, rất nhiều dữ kiện, từ bản đồ cho đến tất cả những văn kiện từ của các cái triều đại cũ hay vân vân, kể cả những cái tài liệu, kể cả bản đồ của ngoại quốc, kể cả những bản đồ, rất nhiều bản đồ ở trong đó, trong cuốn sách này là của Trung Cộng và là của Trung Hoa, các triều đại cũ đó, thì chỉ đến đảm đảo Hải Nam mà thôi. Thì chúng ta có đầy đủ luận cứ về phương diện lịch sử chứng minh rằng Trung Cộng không ăn thua gì tới cái phần bên dưới này, ngay cả đến đảo Hải Nam, xin lỗi, ngay cả đến cái vùng đảo quần đảo Hoàng Sa thì Trung Cộng cũng bảo của nó chiếm rồi, nhưng mà người ta thấy rằng chuyện đó không phải. Ngay cả về phương diện địa lý thì cái giải đất từ Trường Sơn đi xuống là cái thềm lục địa chạy ra bên ngoài cũng dính liền tới Việt Nam, rồi những cái sinh vật chim cá các thứ cũng dính tới Việt Nam. Ngoài ra còn một cái rãnh nữa 2000 mét sâu tách rời lục địa của Trung Hoa với lại quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Thành ra ngay cả đến bên trên đó Trung Cộng cũng không ăn thua gì cả. Anh tóm lại nó không có cái chủ quyền lịch sử gì cả ở vùng này. Thế thì bây giờ cái vấn đề đặt ra ấy, là có một khoảng trống, tôi nói là cái khoảng trống là Việt Cộng nó chạy trốn, nó trốn. Thì cái vấn đề đặt ra là